Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 91 ngày 14 Khi Chúa Cần Dùng. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 1 đến câu 6. Câu ghi nhớ Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 3 phần B. Hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó. Hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 1 đến câu 6. Kinh Thánh Tân Ước trang 22. Sự vào thành Jerusalem. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đến gần thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con. Hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giê-xu đã dạy. Chúng ta đọc tới câu số 6 và câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 3 phần B. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó. Hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó. Trong phần tìm hiểu chuyện ngụ ngôn ngựa và lừa, ở đây có câu chuyện kể về con ngựa và con lừa. Ngựa và lừa nói chuyện với nhau. Ngựa khoe về tổ phụ mình lừng lẫy khắp năm châu, như ngựa của Alexander Đại Đế, ngựa của thành Cát Tư Hãn, ngựa của Nã Phá Luân, ngựa của vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã cởi. Làm sao kể hết được. Con lừa chậm rãi nói: Tôi thì không biết nhiều về tổ phụ tôi, nhưng điều mà tôi nhớ rõ là đã có một lần đấng cứu thế cởi lên tổ phụ tôi để vào thủ đô Jerusalem. Tại đó dân chúng đã chào đón và tôn vinh vị vua hòa bình là Chúa cứu thế Giê-xu. Thật là điều đáng để ghi nhớ. Để Chúa sử dụng khi Ngài cần, con lừa nhỏ đã trở nên có giá trị, được vinh dự bên cạnh Chúa Giê-xu. Thấy ở đây, Chúa Giê-xu đã cởi con lừa, không phải là cởi một con ngựa. Một người mà cởi một con ngựa thì giống như là đi chiến trận, đi đánh giặc, rất là nhanh và mạnh mẽ. Nhưng ở đây Chúa Giê-xu cởi một con lừa. Con lừa thì nó đi rất là chậm rãi, nó đi chậm và nó không phải hung hăng, nhưng nó rất là hiền lành. Và con lừa thường để người ta cởi con lừa đi, hoặc là để cho con lừa chở đồ. Và con lừa đi rất là chậm, để ý nói rằng Chúa Giê-xu là vị vua hòa bình, đi vào thành Jerusalem với cái lòng yêu thương, với cái sự khiêm nhường và với cái tin lành tin vui cho thành Jerusalem, chứ không phải là đem đến cái sự chiến trận, đem đến những cái điều nguy hiểm. Chúa làm vị vua nhu mì cởi lừa.
Dù em bé nhỏ và không tài giỏi, Chúa cũng cần và vui lòng sử dụng em phục vụ Ngài, giống như Chúa đã sử dụng con lừa để cởi vào thành Jerusalem, thì Chúa cũng muốn em góp phần để phục vụ Chúa, giúp đỡ người khác. Dù em còn nhỏ, em có thể làm những cái việc nhỏ để giúp đỡ người khác, để phục vụ Chúa. Chúa luôn ghi nhận công lao của em. Ví dụ như khi mình ở nhà mình phụ giúp ba mẹ quét nhà, rửa chén, xếp đồ, xếp quần áo, hay là dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Đó là những việc nhỏ mà mình góp phần để giúp đỡ cho cha mẹ. Và cha mẹ cũng rất là vui, và Chúa cũng rất là vui lòng khi các em biết phụ giúp cha mẹ. Khi đi nhà thờ ở lớp thiếu nhi, mình có thể quét dọn phòng, chuẩn bị bàn ghế, rồi tập hướng dẫn, hát ngợi khen Chúa, đánh đàn, vân vân. Đó là những cái công việc nhỏ mà em góp phần, và Chúa rất là vui về điều đó. Khi Chúa cần dùng em sẽ trả lời với Chúa là vâng hay là dạ. Các em dùng cái từ nào thì em có thể ghi cái từ đó. Em vâng theo ý muốn Chúa, không chần chờ hay từ chối phục vụ Chúa, giúp đỡ ba mẹ. Mình luôn vâng lời Chúa, vâng theo ý muốn của Chúa, phục vụ Chúa và giúp đỡ ba mẹ. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Em xin Chúa giúp em nhớ bài học hôm nay. Được làm theo ý muốn Chúa là niềm vinh hạnh. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. Vì Ngài yêu thương tin dùng con. Tin dùng có nghĩa là Chúa tin cậy và sử dụng mình á. Xin Chúa giúp con biết vâng theo ý muốn Chúa. Vâng theo ý muốn Chúa, phục vụ Chúa, giúp đỡ ba mẹ, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu thương tin dùng con. Xin Chúa giúp con biết vâng theo ý muốn Chúa, phục vụ Chúa, giúp đỡ ba mẹ. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.